Diệu Cảnh Truy. Các cậu đi chậm thôi. Đây nè, đây nè. Ở đây, ở đây. Đến đây. Đây, ở đây. Hoành Lực, bộ này của anh được không? Được, quá được, được không? Đẹp trai, đúng, tốt thế nào? Không sao, đều ổn cả. Được, không rối. Xinh quá, cảm ơn nha. Chị đang việc, để em cài qua cho chị. Em đừng làm nữa, làm chị toát hết mồ hôi rồi. Chút nữa trang điểm trôi mất, để quân kiến gặp sẽ không ổn. Có thể được qua khôi cảnh sát của chúng ta. Đúng là phúc khí của Trạch Quân, không phải sao? Đàm Việt, đỏ hết mặt rồi, không phải sao? Ai đỏ mặt chứ, ai đỏ mặt chứ. Mẹ ơi, thời gian cao điểm, nhiều xe quá, tắc quá. Tắc quá. Xem kìa cái xe này. Sao thế? Bụng hơi đau. Sao bụng lại đau? Không biết. Làm sao thế? Có phải bữa sáng nay có vấn đề không? Không được, tìm nhà vệ sinh đi. Ở kia có nhà vệ sinh công cộng. Có không? Ở phía trước có một cái. Lão Vương, mau mau, dựa vào. Tôi thấy đây chắc là nỗi hưng phấn trước khi cưới. Cậu đúng là biết ăn nói. Tôi nói với phía sau một tiếng. Cậu mau lên. Sao thế? Vương đau bụng, đi vệ sinh một chút. Các cậu đi trước đi, chúng tôi đợi một chút. Được, đi đi. Đằng sau đi đi. Đến rồi, xe tới rồi. Đại tỷ, chúc mừng, toàn bộ đội tôi đều đem tới hết cho chị rồi. Từ đội cô Ma, chúc mừng nha, mọi người đều tới hết rồi. Sói sói, chúc mừng cô Ma, tiểu nhà đầu miệng ngọt quá. Cô Ma, hồng bao. Tân nương là chị Đàm Việt, con đòi Đàm Việt mới đúng chứ. Cô Ma cũng phải đưa, tại sao chứ? Bởi vì cô Ma nhặt được một chàng rể tốt. Miệng ngọt ghê. Nói câu này cô Ma phải phá lệ thưởng cho con. Cảm ơn cô Ma. Đứa trẻ ngoan. Tân Lan tới rồi. Anh xem. 4 chiếc xe. Sao có 3 chiếc tới? Tân Lan đâu? Cô Ma, đừng lo. Trạch Quân đau bụng. Tới ngay đây. Tên tiểu tử này không chú ý sức khỏe. Từ đội, em phải thay chị nói nó mấy câu. Cái này chị yên tâm đi. Em quản nó. Được. Nửa ngày rồi. Tôi vào xem đã. Một người lớn đùng thế, đi đâu rồi chứ? Anh thấy cậu ấy đi ra không? Không thấy cậu ấy ra ngoài. Kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Đàm Việt, tắt đường. Tôi đến ngay đây. Được. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Sao lại tắt máy chứ? Tên tiểu tử này làm sao thế? Bây giờ làm sao? Chúng ta mau đi tìm đi. Đi đâu tìm? Đi theo con đường này. Từ đội, chị xem đã hơn 8 giờ 30 rồi. Trạch Quân sao còn chưa tới? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cậu miệng quả lắm mầm. Nghèo. Lúc nào rồi còn nghèo. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Từ đội, Trạch Quân tắt máy rồi. Hay anh lái xe đi coi thử. Đợi thêm chút đi. Alo, là tôi. Hiện trường vụ án ở đâu?
Được được, tôi lập tức tới ngay. Anh em có nhiệm vụ, chúng ta đi ngay thôi. Sao thế, đại tỷ ngại quá. Chúng tôi có vụ án phải đi ngay, đợi chúng tôi làm xong sẽ qua uống rượu mừng. Ngại quá, ngại quá. Được được, các cậu làm đi. Cô Ma, chúng tôi đi trước đây. Từ đội nhắn Trạch Quân một tiếng để nói mau chóng làm thủ tục ly hôn với Đàm Việt. Lão Đàm nhà chúng tôi để nó ế cả đời cũng không gả cho tên họ Trạch đó. Đại tỷ, cô Ma đừng tức giận. Nói là tức giận này làm gì, chuyện gì thế chứ? Cô Ma, chị đừng nóng, Tân Lan chắc chắn sẽ tới. Đúng đó, chúng tôi có việc đi trước đây. Bớt giận nha, chút nữa sẽ tới. Được được, các cô đi đi. Chị Đàm Việt. Việt, về đi. Đi. Lý Dũng, Dũng ca, Lý Dũng, khiêng lên xe, mau. Tiểu Kỷ, sao thế, dẫn sai máu sao, sao lại là Lý Dũng chứ, em cũng không ngờ tới. Em vừa đến hiện trường thấy anh ấy làm em ngu luôn, nguy hiểm tới tính mạng không? Không lạc quan lắm. Em nói tình hình cụ thể đi. 8:50 bọn em nhận được điện thoại báo án. Khi đến hiện trường, đồng chí Lý Dũng đã nằm ở vị trí này, trên người đã trúng đạn, đạn cách động mạch phổi một xíu, rất có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Trung Nghị, lục soát hiện trường cho kỹ đi. Dân, đi, người báo án đâu? Tiểu Lưu, chính là hắn. Từ đội, đây chính là người báo án, nhân viên đường sắt Trương Sư Phụ. Từ đội trưởng, Trương Sư Phụ, xin chào. Người đàn ông đó như thế nào? Anh nhìn rõ không? Lúc đó nhìn không rõ. Hắn hình như mặc đồ tây. Lúc đó do tôi quá căng thẳng, chỉ biết gọi 110, cũng không dám nhìn nhiều. Cảnh sát, cảnh sát. Hiểu Tiểu, cậu qua bên đó xem. Được. Trung Nghị, có phát hiện gì không? Từ đội, chỗ này có dấu chân. Trương sư phụ, ông đó chứa bản ghi chép đi. Nếu không vấn đề gì thì ký tên ở đây. Được. Dấu chân từ phía nam tới phía bắc. Lấy hết đất dính dấu chân về, cầm về để so sánh với đất ở đây. Từ đội, chị qua đây. Ở đây còn có mảnh đạn. Ngày 15 tháng 6, 13 giờ, cách thời gian xảy ra vụ án 4 tiếng. Kiên trì một chút, sắp tới phòng bệnh rồi. Mong là phẫu thuật thành công, Lý Dũng chắc chắn có thể sống sót. Trung Nghị, anh nói xem ai lại xuống tay tàn nhẫn như thế chứ. Lý Dũng không giống chúng ta, nó chỉ là cảnh sát trực thuộc khu vực. Những việc nó xử lý chắc là không có thù lớn như thế. Mau gọi cho Trạch Quân đi, bảo hắn về đội ngay. Anh xem, em dở quá nên quên hôm nay nó kết hôn. Hôn lễ bị quản rồi. Sao thế? Anh cũng không biết. Đàm Việt gọi cho anh, hỏi Trạch Quân có về đội không. Vừa mới kết hôn, đã cãi nhau rồi sao? Nó căn bản không tới đón dâu. Quả thật là làm bừa mà. Trạch Quân bây giờ đang ở đâu? Không biết, nó tắt máy không ai gọi được. Cho dù nó ở đâu, anh mau tìm nó về đây. Anh mau đi đi. Vậy anh đi đây. Tình hình thế nào rồi? Cô hỏi bác sĩ đi. Lý Dũng, Lý Dũng. Sao thế bác sĩ? Tính mạng giữ được nhưng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đây là đạn lấy ra từ người của cậu ấy. Cậu ấy bị ra quá nhiều máu. Lúc nào tỉnh lại chúng tôi cũng chưa biết. Cảm ơn. Hiệu tử, lập tức mang đạn về cục kiểm tra. Dừng, sói sói, đi với chị. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
không tìm được Trạch Quân. Chúng ta báo cảnh sát đi. Có lẽ tôi không nên hỏi, có phải em cãi nhau với nó không? Sao lại lạ thế chứ? Ý anh là sao? Không sao, anh chỉ đang nghĩ là vô duyên vô cớ mất tích rồi, anh không hiểu nổi. Anh đi tìm tiếp xem. Lý Dũng, cảnh sát sở Nam Kỳ bị hại. Chúng ta đặt vụ án này là 6.15. Do tổ chúng ta phá án. Lý Dũng bị người khác bắn phía sau. Vụ án kiểu này ở thành phố vẫn là lần đầu phát sinh. Trong cục rất quan tâm, hơn nữa đã hạ lệnh. Nội trong một tháng phải phá được án. Để Trạch Quân phụ trách. Từ đội, Trạch Quân vẫn đang trong thời kỳ nghỉ kết hôn. Sói sói, em đi quanh hiện trường, có phát hiện gì không? Chỗ phát sinh vụ án rất hẻo lánh, không phát hiện ra nhân chứng khác. Đây là những dấu chân chúng ta tìm được ở hiện trường. Qua giám định thì đây là giày nam kiểu cứng size 42. Người này cao khoảng 1m8, cân nặng khoảng 70-75kg. Chúng ta từ vết đất ở dưới dấu giày và đất ở hiện trường vụ án làm giám định. Phát hiện đất ở dưới dấu giày là đất sình. Đất này ở trong thành phố hầu như không có, thường là vùng ngoại ô và nông thôn mới có. Dấu giày có khả năng chính là manh mối tên nghi phạm để lại. Khi lục soát hiện trường, tôi nhìn một cái người báo án Trương sư phụ đi một đôi giày quân đội. Có thể khẳng định dấu giày không phải do Trương sư phụ lưu lại, mà đôi giày Lý Dũng đi là giày da bò mềm. Tôi đồng ý với phân tích của Hiểu Tiểu, dấu chân chắc chắn là do hiểm nghi để lại. Đây là đầu thuốc nhãn hiệu Trường Bạch Sơn mà Hiểu Tiểu tìm được ở hiện trường. Đã đưa tới bộ tương quan làm giám định DNA. Từ đội, có những chứng cứ bên trên, chắc chắn phá án có hy vọng rồi. Anh nói dễ quá. Tôi hỏi anh, súng của anh ở đâu? Đợi kết quả giám định của đạn và vỏ đạn có, chúng ta có thể biết kẻ tình nghi đã dùng súng gì. Thật hy vọng Lý Dũng có thể mau chóng tỉnh lại, cung cấp cho chúng ta những manh mối hữu ích. Sói sói, mà em tìm được bộ phận nghiên cứu đất, chúng ta mới thu nhỏ được phạm vi tìm manh mối của kẻ tình nghi. Đúng đó, nếu không tìm một tháng cũng không chắc. Chạy cả một ngày ở ngoại ô phía Tây, ngoài việc đem ít đất về giám định thì không có thu hoạch gì khác. Anh Lã, anh nói xem kẻ tình nghi có thể là người nông thôn không? Người thành phố cũng có thể đi tới nông thôn mà. Ví dụ như tôi có lúc cũng đi câu cá. Đúng không? Đúng đó, không thể loại bỏ kẻ tình nghi bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới tới nông thôn. Anh Lã, em có một nghi vấn muốn hỏi anh. Nói đi. Chúng ta ở hiện trường vụ án phát hiện ra dấu giày là một đôi giày cứng size 42. Người này cao khoảng 1m8, cân nặng khoảng 70-75kg. Đã qua bộ phận kỹ thuật giám định, còn phải hỏi sao? Anh nghĩ cho kỹ đi. Ai đi giày số 42? Ai cao 1m8? Ai có cân nặng 70-75kg? Ai hút thuốc nhãn hiệu Trường Bạch Sơn? Em nói không phải là... Anh Trạch và kẻ hiểm nghi thông tin giống nhau. Anh Lã, người đi trước nhanh chắc không phải chưa nghĩ tới đúng không? Chuyện này có chút khúc mắc. Sự mất tích của Trạch Quân là ngẫu nhiên hay là có liên quan tới vụ án 6.15? Trước mắt vẫn còn chưa biết. Muốn giải quyết được cái suy nghĩ này, chúng ta phải dựa vào vật chứng trong tay chúng ta, mau chóng tìm ra kẻ tình nghi. Việc
ngủ ngon không? Xin hãy tha thứ cho anh không từ mà biệt. Đợi anh suy nghĩ thấu đáo sẽ quay về nhà. Alo, Trạch Quân. Xin chào, số quý khách vừa gọi tạm thời đã tắt. Tại sao? Anh ở đâu? Anh muốn yên tĩnh. Giữa anh và Lý Dũng, rốt cuộc ai hợp hơn? Khốn kiếp. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời đã tắt. Thông qua giám định của viên đạn và vỏ đạn phát hiện ở hiện trường là hợp nhau. Số hiệu của vỏ đạn này và vỏ đạn chúng ta lấy được từ tay một đám tội phạm. Các cậu nói xem, đây là ngẫu nhiên hay là có liên hệ gì? Đây là ghi chép năm 2003, Dương Phú Quý buôn bán thuốc phiện. Anh Lã, anh có thể cùng hai chúng tôi nói qua một chút được không? Như này, năm 2003, chúng ta phá vỡ một đường dây buôn bán thuốc phiện của thành phố. Người cầm đầu là Dương Phú Quý. Chúng ta từ nhà hắn thu được 18 viên đạn. Hắn nói là mua phi pháp ở Việt Nam, nhưng hắn kiên quyết nói chưa từng dùng, do là chưa mua được súng. Hôm nay kết quả giám định là căn cứ theo loại hình và số đạn, đạn của vụ án 6.15 và số hiệu đạn năm đó là giống nhau. Vậy vụ án năm đó là ai phá? Năm đó người phụ trách vụ án này là Trạch Quân. Nhưng 18 viên đạn năm đó chúng ta đã thu hồi toàn bộ rồi. Viên đạn giống nhau, có liên quan gì tới người trước đó không? Bây giờ cũng khó nói. Chúng ta cần mau chóng điều tra ra là lịch của viên đạn đã bắn Lý Dũng. Từ đội, vậy điều tra cụ thể như thế nào? Trung Nghị, cậu liên hệ với Ca Ngục đi, đi tìm Dương Phú Quý tìm hiểu tình hình. Tôi đã liên hệ rồi. Dương Phú Quý ở trong ngục, bệnh rất nặng. Chúng ta vẫn nên từ từ hắn tìm. Dương Phú Quý ở trong ngục nhiều năm như thế, không biết tình hình trong nhà như thế nào. Từ đội, tôi muốn nói chuyện riêng với chị. Chúng tôi đang họp, tới văn phòng đợi tôi một chút đi. Đất chúng ta lấy từ khu ngoại ô phía Tây, trải qua giám định và đất ở dưới chân giày trong vụ án không giống nhau. Chúng ta tới phía Nam một chút. Vậy hôm nay đến đây thôi. Đi. Có chuyện gì? Nói đi. Em nhận được tin nhắn của Trạch Quân. Trạch Quân. Khi nào? Buổi sáng 6 giờ. Nó nói gì? Anh ấy nói muốn yên tĩnh một mình. Yên tĩnh? Em có gọi cho nó không? Gọi rồi. Nhưng sau khi anh ta gửi tin nhắn, liền tắt máy. Đàm Việt, trước khi hai đứa kết hôn, có phải cãi nhau rồi không? Không, một chút cũng không sao. Em không nói thật với chị. Năm đó ở trường cảnh sát, em có chuyện gì cũng nói thật cho chị hết. Đúng đó, lúc đó tốt biết bao. Lúc đó em mới 20 tuổi. Vừa đủ 20. Đúng, em 20, Quân Trạch 22, Lý Dũng nhỏ nhất 19. Đúng vậy. Em nói xem ngày tháng trôi qua nhanh thật. Bao nhiêu năm đã qua rồi. Đúng đó. Nhưng Trạch Quân sao lại không trân trọng chứ? Không trân trọng, ý em là sao? Cô xem đi. Anh muốn yên tĩnh. Giữa anh và Lý Dũng, rốt cuộc ai hợp với em hơn? Trạch Quân mặc dù là người tính cách nội tâm, nhưng làm việc luôn chín chắn. Nó cũng không giống là một người coi hôn nhân là trò đùa. Cô nghĩ nguyên nhân nó bỏ đi là nguyên nhân khác. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra nguyên nhân rốt cuộc là gì. Vậy em nghĩ xem, trước khi hai đứa kết hôn có cãi nhau không? Sao nó lại gửi cho em đoạn tin nhắn chứ? Em vẫn không chịu nói sự thật. Đúng là có một hiểu lầm nhỏ. Hiểu lầm gì? Bởi vì Lý Dũng, ngày đầu tiên em lãnh giấy chứng nhận hôn nhân, Lý Dũng đã từng tới tìm em.
làm việc. Lý Dũng, cái này tặng cho chị. Không phải, đây là đàm Việt. Từ khi chúng ta cùng nhau ở trường cảnh sát tới lúc cùng làm ở một chỗ, bao nhiêu năm rồi chưa có cơ hội tặng chị một bó hoa. Bây giờ chị và Trạch Quân kết hôn rồi, em nghĩ em cũng không có ý gì, em chỉ là tặng quà chị thôi. Một là thỏa mãn nguyện vọng bao năm nay của em, hai là cũng quan trọng nhất, chúc chị và Trạch Quân vui vẻ, bạc đầu giai lão. Cảm ơn em Lý Dũng. Em cũng phải mau mau, chị và Trạch Quân còn chờ rượu cưới của em. Em sẽ cố gắng. Quân về rồi sao? Tới rồi sao? Lên trên rồi nói, đừng đứng ở đây. Thôi, chút nữa ở sở còn việc, em đi trước đây. Hai người không phải còn làm việc phía sau, em tới trước, chúc mừng hai người. Tới khi đó, anh chị phải gọi em tới uống rượu mừng đó, bắt buộc phải tới đó, chắc chắn. Vậy em đi trước đây, cậu làm việc đi, tạm biệt. Đi thong thả. Đẹp thật đấy. Phải Trạch Quân đi đâu thế? Ngày mai chúng ta lĩnh giấy chứng nhận rồi. Em không hối hận chứ? Dân, em hối hận rồi. Em nói cái gì thế? Bỏ ra, bỏ em ra. Em đừng khóc nữa. Cũng không nói gì. Đừng khóc, đừng khóc. Bao nhiêu người nhìn kìa. Em cảm thấy vấn đề ở đâu? Không dễ nói. Trạch Quân là người hay để chuyện trong lòng, mà em vẫn luôn để tình cảm vào anh ấy. Đối với Lý Dũng, em vẫn luôn thản nhiên. Vậy ý của em là Trạch Quân hiểu lầm Lý Dũng đúng không? Alo, là tôi. Cái gì? Lý Dũng tỉnh rồi sao? Bây giờ nó có thể nói chuyện được không? Ok ok, được, tôi qua đó ngay. Đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì? Chị đi mua cho. Đúng đó Lý Dũng, em muốn ăn gì uống gì thì cứ nói nhé. Trạch Quân tới chưa? Trạch, Đàm Việt. Hay là em... Vậy được, chị về trước đây. Em nghỉ ngơi đi, rảnh chị lại qua thăm em. Lý Dũng, em nói cho chị nghe về tình hình vụ án đi. Buổi sáng hôm đó 8 giờ tròn em đi làm. Đến xưởng điện gần đó, chắc chưa tới 9 giờ. Tuần tra giống như bình thường, không phát hiện ra gì bất thường. Đột nhiên phía sau nghe một tiếng súng nổ, phát hiện bản thân trúng đạn. Em quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Sau đó em không biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi. Người đàn ông đó có đặc điểm gì? Còn có ấn tượng gì không? Khoảng 1m75, cơ thể bình thường. Mặc bộ
bộ vest màu đen. Em nhìn rõ nó có dáng vẻ như thế nào không? Lúc em xoay người lại, chỉ nhìn thấy sau lưng hết. Hắn đang dùng tay vuốt tóc của mình. Trạch Quân cũng có thói quen này. Em sẽ đánh trước. Không thể nào. Chỉ biết Trạch Quân có một động tác như thế. Có điều nó không thể nào. Buổi sáng hôm đó anh ấy đang tổ chức hôn lễ. Lúc đó em còn định sang làm, đi uống rượu chúc mừng. Lý Dũng, em có thể nghĩ kỹ lại lần nữa không? Có thiếu tình tiết nào không? Anh tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi tên Bạch Lượng, năm nay 23 tuổi. Cậu là người ở đâu? Bản địa. Sau lúc xảy ra vụ án, cậu không tới báo cảnh sát. Tôi sợ gây phiền phức. Vậy bây giờ sao không sợ nữa? Có chuyện mà không nói ra. Mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không ngon. Cậu học mỹ thuật sao? Tôi học ở khoa tranh dầu, học viện mỹ thuật. Lúc xảy ra vụ án 6-15, cậu đi qua nhìn thấy cái gì? Buổi sáng hôm đó tôi có tiết học ngoại khóa. Đại khái hơn 8 giờ, tôi tới trường. Khi tôi đạp qua đường sắt thì phát hiện phía xa có tiếng súng. Cảnh sát, tôi có thể vẽ được không? Có thể, cậu vẽ đi. Cậu nói, cậu nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen quay lại phía sau vuốt tóc. Hắn như thế này, vuốt tóc về phía sau. Cậu nhìn rõ mặt hắn không? Cũng hơi. Cậu có chắc chắn người cậu vẽ trong ảnh chính là người cậu nhìn thấy không? Tôi chắc. Đặc biệt là mắt phải của hắn. Ở đây có một vết hằn tôi đặc biệt nhớ. Vết hằn đó to không? Vết hằn to như này. Cậu chắc chắn không sai. Tôi chắc chắn. Cậu ở hiện trường vụ án còn có ai khác không? Tôi gặp một người hơn 60 tuổi, mặc đồng phục đường sắt. Ở xa tôi nghe máy gọi điện báo cảnh sát. Tôi liền đi học. Như này, cậu cùng chúng tôi tới phòng điều tra. Cậu tới miêu tả, sau đó chúng tôi làm một tấm ảnh mô phỏng, được không? Được. Theo như hình vẽ của Bạch Lượng, còn có chứng cứ của Lý Dũng. Trạch Quân trước ngày kết hôn mất tích, không thể loại trừ hắn là kẻ hiềm nghi. Không thể nào là anh Trạch. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Quan hệ của anh Trạch và Lý Dũng chắc chắn thế. Tại sao hắn phải hại Lý Dũng chứ? Muốn phá vụ án 6-15,
Cô còn không thể dùng tình cảm xử lý việc, tôi cũng không tin nó làm việc đó. Được rồi, nói tình hình vụ án này đi. Trung Nghị, cậu nói trước đi. Trung Nghị, còn nói cái gì? Giá tích trước mắt chứng minh Trạch Quân đó có khả năng gây ra chuyện này. Phán đoán theo thời gian trước, Trạch Quân ngày 15 tháng 6 buổi sáng tầm 8 giờ mất tích. Lý Dũng bị hại hôm đó trước 9 giờ. Hơn nữa, Lý Dũng còn nhìn thấy người hướng súng về phía cậu ấy rất giống Trạch Quân. Quan trọng hơn là tên nhân chứng Bạch Lượng nói người nổ súng chính là Trạch Quân. Còn nữa, Bạch Lượng ở hiện trường nhìn thấy bác Trương gọi điện báo cảnh sát. Những thứ này chứng minh chứng cứ của người làm chứng có căn cứ. Nhưng động cơ gây án của Trạch Quân là gì? Động cơ gây án trước mắt chỉ có thể phán đoán là do chuyện tình cảm. Em nghĩ không hiểu. Trạch Quân đã kết hôn với Đàm Việt rồi, sao còn phải xuống tay với Lý Dũng chứ? Đúng đó, chuyện với ba người đó chúng ta đều biết. Trạch Quân và Lý Dũng đều thích Đàm Việt, nhưng cuối cùng Đàm Việt lại lựa chọn Trạch Quân. Trạch Quân là người chiến thắng, anh ta hoàn toàn không cần xuống tay với Lý Dũng. Phân tích theo tâm lý học, nên là người thất bại trong tình cảm mới xuống tay với người thắng chứ. Cậu nói tiếp đi. Từ đội, nếu như đoán ngược lại, Trạch Quân đối với việc Lý Dũng theo đuổi Đàm Việt, bên ngoài không có tỏ ý gì, nhưng bên trong lòng vẫn để tâm. Theo những gì mà tôi hiểu về Trạch Quân, nó không thể vì đố kỵ mà hại Lý Dũng. Đồng thời Lý Dũng cũng không thể vì đố kỵ mà vu oan Trạch Quân. Bây giờ mặc dù đã có nhân chứng, nhưng vẫn chưa đủ vật chứng để chứng minh Trạch Quân là người làm việc này. Khoa vật chứng đã gọi điện thoại tới, nói ở hiện trường vụ án tìm thấy đầu lọc thuốc lá nhãn trường Bạch Sơn và đã có giám định DNA rồi. Từ đội, tiếp theo phải làm sao? Trung Nghị, xin cục phát thông báo tìm kiếm Trạch Quân. Hợp lý không? Không đồng ý. Các cậu đừng dùng tình cảm gây rối. Tôi cũng không muốn làm như thế. Bây giờ chỉ có tìm thấy Trạch Quân mới có thể biết rõ được chân tướng. Còn không mau đi lấy đồ giám định DNA của Trạch Quân đi. Sau đó so sánh giá DNA của mẫu thuốc đó. Rõ từ đội, tôi sẽ tìm cách đi tìm. Còn nữa, chuyện của Trạch Quân hai đứa không được nói cho Đàm Việt, đặc biệt là hai đứa trẻ các em. Giữ kín chuyện này cho chị. Biết rồi ạ. Ông chủ, cho mấy cân hoa quả. Chọn loại vừa to vừa ngon nhé. Cô thấy nho ok không? Được. Ai đó? Đàm Việt, là em. Sói sói, vào đi. Có tin của Trạch Quân chưa? Chị đừng lo, em mua cho chị chút hoa quả này. Nào, vào phòng ngồi đi. Em muốn đi rửa tay cái. Đi đi, trong phòng có đèn. Vâng. Sói sói, ngồi đi. Cảm ơn chị. Chị Đàm Việt, chị gầy đi nhiều quá. Ban đầu nghĩ kết hôn với Trạch Quân xong có một đôi vai vững chắc để dựa vào, xem ra không thể dựa vào ai rồi. Chị, không phải chị đã nghe được gì rồi chứ? Có phải ngựa cục thành phố không có ai là không biết chuyện này? Chị, từ đội cảm thấy chuyện này thế nào?
đương nhiên là làm việc theo nguyên tắc. Tìm Trạch Ca về mới có thể chứng minh anh ấy là hung thủ nổ súng hại Lý Dũng. Cái gì? Em nói lại lần nữa. Không không, không phải thế. Em nói linh tinh. Sói sói, em nói cho chị, Trạch Quân có phải xảy ra chuyện gì không? Không có. Trạch Ca không phải mất tích rồi sao? Chúng ta phải tìm anh ấy về. Chị Đàm Việt, chị ngồi đi. Em lấy nước cho chị. Sói sói, vụ án của Lý Dũng sao lại có liên quan tới Trạch Quân chứ? Em nói chị nghe đi. Sói sói, em thật sự không biết. Được, em không nói cho chị. Chị đi hỏi Lý Dũng. Chị Đàm Việt, chị không thể đi. Từ đội, chị đừng có lừa em nữa. Em biết hết rồi. Trạch Quân mất tích có phải liên quan tới vụ án của Lý Dũng không? Ra đây với chị. Cô nói thật cho em biết đi được không? Căn cứ theo nhân chứng thứ hai, chúng tôi vẽ ra hình dáng mô phỏng chính là Trạch Quân, nên chị hoài nghi nổ súng giết Lý Dũng là Trạch Quân sao? Nên anh ấy mất tích là do gây án xong bỏ trốn sao? Vụ án vẫn còn đang phá. Trạch Quân, anh ấy nổ súng với Lý Dũng. Không thể, tuyệt đối không thể. Rốt cuộc có phải Trạch Quân? Lấy chứng cứ trước mắt mà nói. Em làm cảnh sát cũng không phải ngày một ngày hai. Kỷ luật này em còn không hiểu sao? Nếu thật sự do Trạch Quân làm, em tuyệt đối không bao che anh ấy. Không được, em phải đi hỏi Lý Dũng. Em muốn cậu ấy đích thân nói cho em nghe. Thân phận bây giờ của em không thể gặp riêng Lý Dũng. Em tỉnh táo đi. Em không tỉnh táo được, chị bảo em tỉnh táo kiểu gì? Đàm Việt, nếu Trạch Quân liên lạc với em thì em phải báo cho chị ngay. Bây giờ chỉ có em mới tìm được Trạch Quân, mọi chuyện mới làm rõ được. Em hiểu chưa? Sói sói, kỷ luật đi đâu rồi? Em cái gì mà em? Đợi chịu phạt đi. Được rồi, mau tới nhà Đàm Việt. Nếu Trạch Quân có liên lạc, lập tức thông báo. Từ đội, trải qua giám định của bộ phận kỹ thuật, đất ở kho phía nam và đất xung quanh đế giày ở hiện trường vụ án hoàn toàn giống nhau. Trọng điểm ngày mai của hai cậu là đi thăm hỏi kho ở khu phía nam một chuyến, tìm manh mối kỹ hơn. Dân, Trung Nghị, nhà vệ sinh ở đường nhỏ đó có phát hiện gì không? Trạch Quân từ đường nhỏ đó đi vào nhà vệ sinh. Vương sư phụ Dương Chủng Lực cũng đi từ đó vào tìm Trạch Quân. Nhưng Trạch Quân mất tích rồi, bọn họ phát hiện nhà vệ sinh còn có một con đường nhỏ rẽ ra ngoài. Theo phán đoán của anh, Trạch Quân rồi đi từ con đường khác sau. Chắc thế. Thế này, mà anh cũng hiểu tiểu tới Nam Bộ. Nếu như về sớm, sẽ tới đó xem. Thời hạn trong cuộc phá án, anh nói xem, chúng ta ít người như thế, thật sự liều mạng mà làm. Để mai em qua đó đi. Hai ngày ăn xong về ngủ sớm đi, cũng không ngủ được mấy tiếng đâu. Yên tâm đi từ đội, chút nữa em ăn thêm bát nữa, đảm bảo đủ sức làm việc. Ngày 8 tháng 6, 10 giờ, cách ngày phá án 4 ngày. Taxi.
Xin chào, hoan nghênh Quang Lâm. Làm việc. Hồng Lực, ngồi đi. Được. Liên quan tới vụ mất tích của Trạch Quân, em muốn tìm hiểu một số tình hình. Hôm đó đi đón dâu, lái xe tới đường nhỏ thì bị tắc. Trạch Quân đau bụng, kêu đi nhà vệ sinh. Tôi và Quân sư phụ ở bên ngoài chờ cậu ấy, hút thuốc nửa ngày cũng không thấy cậu ấy ra, nên đi vào tìm, nhưng không thấy người. Gọi điện thoại thì tắt máy. Bọn anh tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Đúng rồi, anh nghe nói Hiệp Tra thông báo xuống, chắc là sẽ tìm được Trạch Quân nhanh thôi. Cái gì? Hiệp Tra thông báo sao? Em không biết sao. Đàm Việt, em là người yêu của Trạch Quân. Bây giờ bọn họ nói Trạch Quân là hung thủ, tội khó mà thoát. Người khác không hiểu cậu ấy, em chả nhẽ lại không hiểu. Em nên đi tìm từ đội, không thể để Trạch Quân chịu oan như thế. Nếu em hiểu anh ấy thì đã không bị anh ấy chơi đùa như thế. Đàm Việt, anh thật nghi ngờ em có thật sự yêu Trạch Quân không? Anh cũng cho là như vậy. Qua Thẩm, nghe nói ông Lý nói năm nay mùa xuân nhà bà có một họa sĩ trẻ tuổi tới. Đúng đó, tôi tìm cho nó một căn nhà cũ gần đây. Nó sống ở đó vài ngày. Thằng bé này vẽ đẹp lắm, cái gì cũng biết vẽ. Qua Thẩm, tên hắn là gì? Chúng tôi gọi nó là tiểu họa sĩ. Không biết tên. Nó khoảng bao nhiêu tuổi? Chắc là hơn 20 tuổi. Cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn anh một chút. Không béo không gầy, rất có tinh thần. Nghe cậu ấy nói chuyện, có thể đoán ra là người ở đâu không? Nghe giọng có lẽ là người bản địa. Đứa trẻ này hiếu thuận lắm. Có một đêm nó nói chuyện với tôi, bảo là mẹ nó thích nhất là đèn hoa đăng. Tôi nói với nó, đưa mẹ cậu qua đây xem đi. Nó bảo mẹ nó sớm đã không còn rồi. Còn nói chuyện gì khác không? Tôi hỏi nó, nó chỉ nói có một người anh trai. Cha nó đâu? Tôi hỏi nó không nói. Được rồi, Qua Thẩm. Cảm ơn Qua Thẩm. Tạm biệt. Alo, alo, từ đội. Cả ngày nay chị làm việc chạy khắp nơi tìm Trạch Quân. Bây giờ về rồi. Em coi chừng kỹ nó, nhớ kỹ. Có manh mối gì lập tức gọi về. Dân. Vào đi. Từ đội, chị tìm em. Vụ án của Lý Dũng có một số chuyện muốn tìm hiểu thông qua em. Nào, qua đây ngồi đi. Từ đội, em cũng đang muốn tìm chị, nói về việc của Trạch Quân. Vậy sao? Vậy em nói đi. Đàm Việt và em vẫn luôn tìm nó, đều rất lo lắng. Từ đội, có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi. Tiểu Dương, em và Trạch Quân chắc là bạn thân nhất rồi, đúng không? Cái này chắc chị biết rõ rồi. Vậy chuyện xảy ra giữa Đàm Việt, Lý Dũng và Trạch Quân, chắc cậu cũng biết rõ, đúng không? Cái này em biết một chút. Lý Dũng lúc còn ở trường cảnh sát có theo đuổi Đàm Việt. Em nghe Trạch Quân nói hình như nói và Đàm Việt trước đó, Đàm Việt và Lý Dũng đi rất gần nhau. Trước khi Trạch Quân mất tích, cậu có phát hiện ra nó có hành vi gì khác thường không? Cạn. Quân. Ai đó? Tôi, Hồng Lực. Vào đi, cửa không khóa. Uống sao? Anh ngồi đi.
Uống không ít. Em lấy cho anh một chai. Anh không uống. Tân hôn đại hỷ, hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Sao thế? Hôm nay em thấy Lý Dũng và Đàm Việt ở quảng trường. Anh tưởng chuyện gì? Họ là bạn học. Ở quảng trường thì sao chứ? Lý Dũng còn ôm cô ấy. Bình thường không? Anh nói em nghe, em quá đố kỵ rồi. Bạn bè với nhau ôm một cái khác gì bắt tay đâu. Em nói có phải không? Em nghĩ nhiều rồi. Bình thường sao? Bình thường không? Đàm Việt yêu em thế nào? Mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa Lý Dũng cũng không phải người như thế. Em nói đúng không? Nào nào nào, anh uống cùng em. Em nghĩ nhiều rồi. Nào, không quan tâm nữa. Chuyện là khi nào chứ? Trước hôn lễ một tuần. Từ đội, chị nhìn Trạch Quân trưởng thành. Con người nói chị còn chưa hiểu sao? Mặc dù nói cảnh sát cũng có lòng đố kỵ, nhưng cũng không phải vì cái này mà hại Lý Dũng chứ. Em cũng không tin. Đúng đó. Cho nên chúng ta cần phải tìm được Trạch Quân thì mọi thứ mới rõ ràng được. Từ đội, Trạch Quân không làm loại chuyện này đâu. Chị phá nhiều vụ án như vậy, em hy vọng chị có thể mau chóng phá vụ án này, trả cho Trạch Quân trong sạch. Chắc chắn rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì em đi trước đây. Chị tiễn em. Thôi, chị ở lại đi. Từ đội, Tiểu Kỳ, thế nào? Có kết quả rồi. DNA ở dao cạo của Trạch Quân và DNA mẫu thuốc lá giống nhau. Được, chị biết rồi. Tôi và Hiểu Tiểu đi hỏi thăm mười mấy hộ gia đình ở khu đập Nam Bộ, nhưng không thu hoạch được manh mối gì. Tôi đi hỏi thăm cả ngày ở Tử Cảng, không ai từng gặp Trạch Quân. Bây giờ tất cả nhân chứng vật chứng của vụ 615 đều nhắm vào Trạch Quân, mà chúng ta lại không tìm được nó. Vụ án này bây giờ rất đau đầu. Anh thấy sao với động cơ phạm tội của kẻ tình nghi? Trạch Quân, Lý Dũng bình thường thích đấu võ mồm, ai cũng biết. Quan hệ của bọn nó với Đàm Việt cũng là việc ai cũng biết. Trước hôm lễ Trạch Quân mất tích, Lý Dũng bị hại. Căn cứ theo nhân chứng vật chứng chúng ta có trong tay, Trạch Quân là kẻ tình nghi càng ngày càng lớn. Nhưng càng như thế, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như có người đang dắt mũi chúng ta. Em cũng đang nghĩ như thế. Trạch Quân là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú. Cho dù nó có gây án, cũng không thể để lại nhiều manh mối như thế. Nếu như không có chứng cứ, chúng ta có thể hiểu rằng quá tỉ mỉ. Nhưng bây giờ tất cả những manh mối chứng cứ đều rất rõ ràng, khiến anh cảm thấy đây hình như là một cái bẫy bí mật. Một cái bẫy làm chúng ta không chú ý. Hôm lễ hôm đó có Dương Hồng Lực cùng đi đón dâu. Vương Sư Phụ và Tử Trần, tình hình bọn họ nói hình như là giống nhau, không có gì khác biệt. Em tìm Hồng Lực nói chuyện rồi. Nó tiết lộ Trạch Quân có chút hiểu lầm với Lý Dũng. Hơn nữa không chỉ một lần. Bây giờ chúng ta điều tra thêm về nhân chứng vật chứng. Một bên tiếp tục tìm Trạch Quân. Được, mà anh đi khu phía nam một chuyến nữa. Sao thế? Có phải có chút manh mối gì không? Anh nghe một nông dân tên Hoa Thẩm nói, năm ngoái có một họa sĩ sống ở chỗ bọn họ. Thân thể của họa sĩ kia sắp xỉ Trạch Quân, nhưng Trạch Quân không biết vẽ. Anh nghi ngờ họa sĩ kia là Bạch Lượng. Bạch Lượng chính là người làm chứng biết vẽ kia sao? Đúng. Sao anh lại nghi ngờ tận cậu ta chứ? Khẩu cung của hắn quá hoàn hảo, vì vậy nên mới nảy sinh nghi ngờ với hắn. Vậy anh còn có suy nghĩ gì không? Hoa Thẩm nói tên họa sĩ kia tìm cho bà ấy một căn phòng cũ rất thú vị. Lúc đó anh không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh vẫn nên tới xem ngôi nhà bằng đá đó. Có lẽ có thể tìm được manh mối. Bây giờ em có cảm giác không tốt. Trạch Quân có khả năng thật sự xảy ra chuyện rồi. Chị Đàm Việt, chị đi làm sao? Vừa hay em đi qua, em đưa chị đi. Được, đưa chị tới tổ đặc vụ.
Có phải có tin của Trạch ca không? Lên xe nói. Cậu nói xem tình hình như thế nào. Giọt nước như vậy làm sao làm việc được chứ anh Lã? Anh gọi người tới sửa chưa? Em nói với anh có tác dụng gì chứ? Em hỏi chị từ đi. Một chút chuyện thế này anh gọi là được rồi. Em làm gì có quyền đó. Từ đội đâu rồi? Tới cục rồi. Sao thế? Chị đang được có tin của Trạch ca rồi. Đúng. Anh Trạch đang ở đâu? Tình hình thế nào? Quân đang ở đâu? Làm việc. Trạch Quân ở đâu? Từ đội, chị xem đoạn tin nhắn này. Việc Lý Dũng là do anh giết. Anh đã hết đường chạy trốn. Chị có chết để tạ tội. Alo. Ở đập nước phía nam phát hiện ra một thi thể nam giới. Biết rồi, chúng tôi tới ngay. Từ đội, ở đập nước phía nam phát hiện một thi thể nam giới. Dọn đồ đạc, đi mau. Từ đội, Trạch Quân đã chết rồi. Quân, Quân, em làm sao thế? Anh Trạch. Quân, Quân, anh sao thế? Anh sao thế? Anh sao thế? Anh dậy đi. Quân, anh sao thế? Quân, anh đứng dậy đi. Tên này, em sao thế hả? Đã trung nghỉ. Các người nghe ra đó làm gì? Mau lau nước mắt đi. Muốn khóc thì về khóc. Hiện trường vụ án không phải đám tang. Các cậu nghe rõ đây. Bây giờ ai còn gào thét ra tiếng thì lập tức cút đi. Từ đội, chị xem. Trên người Trạch Quân rất lạnh, chị nhìn xem. Giọt sương. Theo kinh nghiệm của em, chỗ này không phải là nơi xảy ra vụ án. Trạch Quân không phải vừa mới chết. Từ đội, ở đây còn có một vỏ đạn. Đem về giám định. Từ đội, đôi giày này và đôi giày hôm xảy ra vụ án 6-15 giống nhau. Báo cáo kiểm tra thi thể có chưa? Viên đạn xuyên thấu qua não phải, tia bắn khoảng 10 mét. Bây giờ có thể khẳng định Trạch Quân tuyệt đối không phải tự sát. Hơn nữa bên bờ đê phía nam cũng không phải hiện trường đầu tiên, mà là hiện trường phi tang thôi. Trạch Quân chắc là chết 10 ngày trước, xác đã bị đông rồi. 2 tiếng trước mới bị đem tới bờ đê phía nam ngâm nước. Chúng tôi ở hiện trường phát hiện giọt sương trên đầu Trạch Quân đã tan rồi. Thông qua giám định giày của Trạch Quân và dấu giày hôm xảy ra vụ án của Lý Dũng là một. Thông qua thí nghiệm đạn chứng minh, giới viên đạn lấy ra từ đầu của Trạch Quân cũng giống như khẩu súng bắn Lý Dũng hôm đó. Vậy dấu giày của Trạch Quân tại sao lại xuất hiện ở hiện trường vụ án chứ? Lẽ nào Trạch ca thật sự đi qua hiện trường xảy ra vụ án 6-15? Không, tôi vẫn không tin. Đây chính là chỗ xảo quyệt của hung thủ. Bọn chúng giết hại Lý Dũng chính là vì muốn giá họa cho Trạch Quân. Sau khi đạt được mục đích, bọn chúng tạo hiện trường giả Trạch Quân tự sát. Hơn nữa thi thể còn phát hiện trong móng tay sơ mi của Trạch Quân còn có một vết máu khác. Chủ nhân của vết máu này mới là kẻ hiểm nghi, phạm tội lớn nhất của vụ án. Bây giờ tôi đi tìm cục trưởng, xin hai vụ án này có thể cùng nhau phá. Số liệu phân tích đạn đã có chưa? Ra rồi, anh xem đi. Loại đạn bắn Lý Dũng và Trạch Quân và đạn ở Dương Quý Gia năm 2003 là cùng một loại. Được, cảm ơn cô.
Vụ án 615 liên quan quả thực giống với vụ án 7 năm trước Dương Quý mua đạn ở Việt Nam. Tôi đến tổ bảo quản đối chiếu qua rồi, 18 viên đạn thu được năm 2003 đều không thiếu. Nhưng trước mắt, đạn và súng của hai vụ án này từ đâu mà ra chứ? Tôi nhớ Dương Phú Quý có hai đứa con trai đúng không? Đúng. Anh trai là Dương Hồng Lực, em trai là Dương Hồng Lượng. Sao thế? Lúc Dương Phú Quý bị bắt, hai anh em họ bao nhiêu tuổi? Anh trai tốt nghiệp cấp 3, em trai vừa mới lên cấp 2. Từ đội, có phải chị nghi ngờ? Tôi phải tới nhà đàm việc một chuyến, tìm hiểu tình hình. Các anh tiếp tục tìm kiếm nơi đầu tiên xảy ra vụ án của Trạch Quân đi. Đi. Cô cần cung cấp gì không? Cô cứ nói đi, Đàm Việt. Mối quan hệ của Trạch Quân và Dương Hồng Lực như thế nào? Rất tốt. Sau khi bố Hồng Lực xảy ra chuyện, Trạch Quân vẫn luôn chăm sóc anh em của họ. Chỉ có điều tên em trai kia vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt với Trạch Quân. Trạch Quân cũng không để tâm. Em trai của Dương Hồng Lực tên là gì? Dương Hồng Lượng. Sau khi bố Hồng Lực bị bắt, lúc đó Hồng Lượng còn nhỏ, mới lên cấp 2, rất đáng thương. Nó từng tới nhà tìm Trạch Quân, cầu xin cục công an thả bố nó ra, nói bố nó buôn thuốc phiện là vì cho anh em nó ăn học, chữa bệnh cho mẹ. Sau khi Dương Phú Quý bị tuyên phán, thì Dương Hồng Lượng bỏ nhà đi. Trạch Quân và Hồng Lực tìm kiếm khắp nơi, tìm nửa năm mới tìm thấy nó. Vậy sau này, Hồng Lực vốn dĩ thi được lên đại học, nhưng cậu ấy từ bỏ, cứ đi làm thuê, nuôi Hồng Lượng học tới đại học. Vậy một tuần trước khi hai em kết hôn, việc em và Lý Dũng ôm nhau ở quảng trường là chuyện gì? Hôm đó em nhận được một cuộc điện thoại, nói Lý Dũng uống quá nhiều, em hơi lo lắng, liền đi tìm nó. Lúc đó quả thực Lý Dũng uống rất nhiều, em dìu nó một tay. Sau đó nó liền ôm em một cái. Em cảm thấy cái ôm đó rất bình thường, giống như tặng quà vậy, chỉ là một câu chúc phúc mà thôi. Vậy ai là người gọi cho em nói Lý Dũng uống nhiều? Không biết, chắc là bạn của Lý Dũng. Vậy em có đoán là Dương Hồng Lực không? Không phải, giọng của Hồng Lực em có thể nhận ra. Vậy giọng của Dương Hồng Lượng em có nhận ra không? Dương Hồng Lượng, em rất ít khi gặp nó, chắc là không nghe ra. Vậy ở quảng trường, Trạch Quân xuất hiện trước mặt em và Lý Dũng, là em gọi cho Trạch Quân ra sao? Không phải. Chắc là trùng hợp. Không đúng. Sao có thể trùng hợp thế được? Đây là phòng mà tôi tìm được. Các cậu vào xem đi. Tôi đi làm đây. Cảm ơn. Anh Lã, phát hiện ra một tủ băng. Sói sói, lấy vali qua đây.
Anh Lã, ở đây có vết máu. Nếu như đây là máu của Trạch Quân, vậy đây chính là hiện trường giấu xác. Sói sói, lấy mẫu mang về cục kiểm tra. Vậy chị về trước đây. Làm việc. Em cũng đừng buồn quá, không thể không ăn cơm. Muốn ăn gì thì tự mình làm nhé. Từ đội, chị cũng ở đây sao? Hồng Lực, có việc gì sao? Vào đi. Không có gì. Anh đến hỏi tin tức của Trạch Quân thôi. Đàm Việt, em cũng đừng buồn. Quân chắc chắn không làm chuyện đó. Em phải tin tưởng nó. Từ đội, Trạch Quân có ơn với tôi. Hy vọng mọi người mau chóng tìm thấy cậu ấy, giải quyết vấn đề này. Cái này cậu yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Dân Đàm Việt, cô đi trước đây. Cô đi thông thả. Từ đội, đi thông thả. Hồng Lực, vào trong ngồi đi. Anh Lã, ăn mì đi, nhìn gì thế? Hai đứa qua đây. Các cậu xem, từ chỗ chúng ta tới tòa nhà to kia khoảng 150 mét. Ai có thể cho tôi biết lầu 2 phòng số 3 có đồ gì không? Chỉ nhìn thấy cửa sổ thông gió. Bên trong có đồ gì đều không rõ. Cô cần bao nhiêu độ? 5 độ. Vấn đề chính là ở đó. Thị lực của người bình thường chỉ có thể nhìn rõ đại khái đồ ở trong phòng đó. Nhưng cùng ở khoảng cách đó, người làm chứng Bạch Lượng có thể ở trên xe đạp nhìn rõ vết hằn của Trạch Quân. Thế không phải là nói dối sao? Phân tích của Trung Nghị cũng không phải không hợp lý. Chứng cứ của người sống cũng không thể tin hoàn toàn. Đội trưởng, tôi đang tìm cô. Trong ngục gọi điện tới bảo bệnh tình của Dương Phú Quý đã ổn. Tôi đi xem. Anh mau đi đi. Được. Từ đội, sau khi Trạch Quân bị hại, hiện trường thi thể chúng tôi đã tìm thấy rồi. Có phát hiện gì? Ở hiện trường phát hiện một cái tủ lạnh. Trên tủ lạnh có vết máu, giám định là máu của Trạch Quân. Được, hai người ăn mau đi. Ăn xong thì tới mỹ viện điều tra tình hình của Bạch Lượng. Dân. Từ đội, Trạch Quân có ơn với tôi. Hy vọng mọi người có thể mau chóng tìm thấy cậu ấy, mau chóng giải quyết vấn đề. Chị đi thông thả. Dương Phú Quý, nghe nói bệnh tình của ông gần đây đã ổn hơn. Ngày 27 tháng 6, 9 giờ 30 phút, cách thời gian phá án 12 ngày. Tạo nghiệp nên gặp báo ứng. Bệnh thì vẫn phải tích cực chữa trị. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi đi. Được, tôi hỏi luôn nhé. Nhưng tôi hy vọng ông có thể nói sự thật cho tôi. Gần đây trong thành phố xảy ra liên tiếp hai vụ án. Đạn mà hung thủ dùng và đạn năm đó tôi tìm thấy ở nhà ông là cùng một loại. Bây giờ tôi muốn biết số lượng đạn năm đó cuối cùng là bao nhiêu. Vốn dĩ là 20 viên, mất 2 viên, còn lại 18 viên. Sao năm đó không nói về 2 viên đạn mất đó? Năm đó nếu như tôi nói thì sẽ bị phạt nặng hơn. Nói thật, có những việc ông còn chưa khai, đúng không? Đúng rồi. Tôi còn có một khẩu súng kiểu 54 là mua được cùng đạn ở Việt Nam. Vậy tại sao năm đó ông lại lừa chúng tôi, nói là chưa mua được súng? Súng tôi chưa từng dùng tới. Nếu như các người không lục được, tôi không giao ra.
Được. Bây giờ ông giao ra còn kịp. Nói cho tôi biết, súng giấu ở đâu? Súng và đạn tản ra giấu rồi. Súng giấu ở trong giường nhà tôi, bên cạnh gốc cây. Nơi giấu súng của ông còn ai biết không? Không, không có. Chắc chắn không sao. Chắc chắn. Từ đội, điều tra tình hình Bạch Đường thế nào rồi? Bạch Đường không phải là học sinh chính quy của học viện, mà chỉ là học viên thính giảng ở đó không lâu. Bạch Lượng là tên giả, tên thật của hắn là Dương Hồng Lượng. Dương Hồng Lượng, em trai của Dương Hồng Lực. Dương Hồng Lượng không ở cùng anh trai. Tính cách của hắn rất cô độc, tự thuê nhà ở riêng. Dương Phú Quý khai năm đó mất 2 viên đạn. Hơn nữa hắn quả thực có một tay súng kiểu 54 giấu ở gốc cây dưới giường nhà hắn. Khoa vật chứng đưa cho chúng ta kết quả vỏ đạn ở hiện trường vụ án, vớt xác của Trạch Quân, chứng minh hung thủ sử dụng chính là súng 54. Hơn nữa chính là khẩu súng của Trạch Quân. Theo suy đoán của hai viên đạn của Dương Phú Quý để con trai hắn trộm, khẩu súng 54 chính là hung khí giết hại Lý Dũng và Trạch Quân. Nhưng động cơ gây án của kẻ tình nghi là gì chứ? Tại sao hắn lại giết Lý Dũng và Trạch Quân? Người mà kẻ tình nghi muốn giết là Trạch Quân. Do đó hắn đã thiết lập liên quan các bằng chứng giá họa cho Trạch Quân. Nói như vậy thì động cơ chính là báo thù. Trạch ca chết dưới súng của tên muốn báo thù. Hung thủ lợi dụng Lý Dũng và Trạch Quân cùng thích Đàm Việt để tạo dấu vết giả. Sau khi Trạch Quân mất tích, tin tức Đàm Việt nhận được không phải là do Trạch Quân gửi tới. Anh em nhà họ Dương lợi dụng hôn lễ của Đàm Việt và Trạch Quân trong ứng ngoại hợp tạo ra kế hoạch. Đánh ngất nó, rồi nhốt nó khoảng thời gian dài như thế. Phải làm gì đó cho hắn ăn. Đằng nào cũng chết, sao phải ăn? Đợi chút. Em đừng làm loạn. Chúng ta đã nói rồi là không giết hắn. Không giết hắn. Không giết hắn, để hắn bắt hai chúng ta về bắn chết sao? Em độc ác quá đó. Anh thật sự hối hận làm việc này với em. Anh. Anh sợ sao? Em không sợ. Làm ra loại chuyện này, làm sao mà dọn dẹp? Ai nói không có cách chứ? Giết hắn là cách xử lý tốt nhất. Em điên sao? Mạng người không đơn giản thế đâu. Từ Mặt Hương còn hơn cả Đàm Việt. Người phụ nữ đó còn tinh hơn cả quả. Còn có tên Lã Trung Nghị, nhiều quỷ kế. Đó còn tốt hơn cả máy tính. Cái này anh không cần lo. Trạch Quân bây giờ bị cảnh sát nghi ngờ là kẻ tình nghi. Hắn nổ súng giết tình địch Lý Dũng, sau đó tự vẫn. Không có gì kỳ lạ cả. Bị Dương Hồng Lực và Dương Hồng Lượng, hai anh em họ tính kế Trạch Quân. Không biết Lý Dũng đã bị hại. Mẹ nó, chạy rồi. Đừng tìm nữa, chúng ta mau chạy đi. Anh đừng quản em, đi đâu tìm đây? Đứng lại. Hồng Lực, Quân, Hồng Lượng, em cầm súng làm gì? Trạch Quân, hôm nay tao sẽ giết mày. Em bỏ súng xuống đi. Hóa ra anh em cậu bắt cóc tôi. Tại sao chứ? Tại sao? Mày hại nhà tao tan nhà nát cửa, mày biết không? Bố mày buông thuốc phiện, mày biết không? Trạch Quân, tao nói cho mày biết. Lý Dũng đã chết,
là do tao giết. Có điều cảnh sát cho rằng là mày làm. Buông tay. Cậu chạy đi Quân, cậu chạy đi. Anh tránh ra, hôm nay em sẽ giết hắn. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Bỏ tay ra. Mau buông tay ra. Xem lại giết nó. Em lại giết người rồi. Trạch Quân là vì bắt Dương Hồng Lượng, kẻ giết Lý Dũng, mà hy sinh. Anh em nhà họ Dương đem thi thể Trạch Quân để trong tủ lạnh nhiều ngày, tự tạo hiện trường giả là Trạch Quân tự sát. Vụ án này thế đã rõ rồi. Lập tức gọi người bắt Dương Hồng Lượng. Anh, anh báo thù xong, chúng ta cũng coi như đã bàn giao cho bố mẹ được một lời giải thích. Nào, anh sao thế? Không sao. Bây giờ anh cảm thấy sống không bằng chết. Sống không bằng chết là bố. Nếu lúc đó Trạch Quân tha cho bố một con đường sống, mẹ cũng sẽ không chết. Tiền đồ của anh cũng không kém Trạch Quân, anh biết không? Vậy em cũng không nên giết Trạch Quân. Em không giết hắn thì hắn sẽ giết em. Em giết hắn rồi, em chết rồi, em còn kéo theo cả anh. Anh đừng nói những lời đen đuổi đó. Được, anh hỏi em, lần trước tới cục cảnh sát, em có để lộ ra cái gì không? Không, tuyệt đối không có. Anh nói cho em biết, đội hình sự kia không phải kiểu dễ ăn đâu. Em cẩn thận chút đi. Anh, bọn chúng có phải tìm tới anh rồi không? Có thể không tìm sao? Sau này đừng hẹn anh ra những chỗ như thế này. Anh ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống. Sao thế? Để an toàn thì anh đừng về nữa. Tại sao? Em cảm thấy Lã Trung Nghị khả năng đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Về rồi sao? Tôi đổi. Đêm hôm qua chúng tôi thiết lập một cái bẫy. Dương Hồng Lực và Dương Hồng Lượng cùng nhau mất tích. Từ đội đang tìm cậu, kết quả có chưa? Vết máu trên người Dương Hồng Lượng và trên người Trạch Quân là cùng một người. Kết quả DNA là giống nhau. Hay rồi, có chứng cứ rồi. Trung Nghị, anh mau chóng xin thông báo đi bắt Dương Hồng Lượng và Dương Hồng Lực. Em nói xem, chuyện hãm hại Trạch Quân, giết hại Lý Dũng bị bọn họ phá rồi. Chúng ta không thể trốn cả đời được. Em đã sớm lên kế hoạch rồi. Anh ra ngoài trốn đi. Em chơi với bọn chúng tới cùng. Không được, không được. Chúng ta vẫn nên đi đầu thú đi, để dành sự khoan hồng. Khoan hồng sau. Anh thật là ngây thơ. Anh viết là cảnh sát. Vào rồi thì đừng mơ mà đi ra. Lẽ nào anh muốn giống bố cả đời ở trong tù sao?
trốn được mùng 1, cũng không trốn được 15. Em mua vé xe xong cho anh rồi. Anh đi trước đi. Anh có thể giúp em một mình sau. Chúng ta cùng đi, mục tiêu quá lớn. Em kéo dài bọn chúng, sau đó tới ngoại ô tìm anh. Tình hình sao rồi? Nơi cần tìm đều tìm hết rồi, nhưng không thấy bóng dáng của anh em nhà họ Dương. Anh em họ chắc đã chạy ra ngoại thành rồi. Chúng ta đã báo cho anh em ở đơn vị trạm tàu quả, trạm xe đường dài, đã tiến hành chốt chặn trọng điểm. Tính cách của Dương Hồng Lượng kỳ quái, chúng ta phải đề phòng hắn cùng đường cắn bừa. Tôi phân tích, anh em họ Dương mà chạy trốn thì sẽ đi tới một nơi trước. Đi đâu? Quay người lại đứng nghiêm. Cảnh sát. Sao thế? Tôi làm sao? Ai bảo cậu tới đây? Là một người khách sống ở nhà nghỉ, bỏ tiền bảo tôi tới đây. Cầm đồ đi. Cậu tên gì? Tôi tên Vương Lập Quân. Bọn họ gọi anh khi nào? Buổi tối hôm qua. Bây giờ còn ở nhà nghỉ không? Sáng sớm họ đã đi rồi. Bọn họ đi đâu? Cậu biết không? Không biết. Anh Lã, xe mất thắng rồi. Mất thắng. Làm sao giờ? Cẩn thận. Hay là chúng ta nhảy ra khỏi xe? Không được, quá nguy hiểm. Mọi người ngồi vững nhé. Tôi có cách rồi. Cẩn thận. Chắc chắn là do anh em họ Dương làm. Anh em họ Dương đáng sợ quá. Alo, đội hình sự đúng không? Alo, anh yên tâm đi, em tự mình có thể thoát thân. Hồng Lượng, anh nói với em, những người này không phải tầm thường đâu. Em đừng làm việc ngu ngốc nữa. Mau chạy đi. Anh yên tâm đi. Em biết rồi. Anh tới bến xe rồi. Em cứ yên tâm đi. Chúng ta qua đó liên lạc sau. Dân. Bắt đầu kiểm tra vé của hành khách. Ngày 29 tháng 6, 22 giờ 30 phút, cách thời gian phá án 14 ngày.
Hiểu Tiểu, mau. Cảnh sát thi hành công vụ, đứng im. Cậu, xuống xe mau. Dương Hồng Lực, hai tay thả lỏng, bỏ tay ra khỏi xe, quay đầu đi. Anh bị bắt rồi. Dương Hồng Lượng đâu rồi? Tôi không biết. Công Dao, dẫn đi. Tiểu Tử, cậu đi đâu? Tôi tới phía Nam. Đi công tác hay đi du lịch? Tôi đi công tác. Phía Nam đang mưa, cậu cẩn thận nhé. Cảm ơn bác tài. Dừng xe. Cậu làm gì thế? Biết đây là cái gì không? Biết, biết rồi. Tôi nói cho ông biết, bảo ông đi đâu thì ông đi đó. Bớt lắm mồm, nếu không tôi sẽ giết ông. Nghe rõ chưa? Được, được. Tôi nghe cậu, nghe cậu. Buộc cái này vào, mau. Mau. Được, được. Đi, tới trạm xe. Được. Cầu cứu cảnh sát. Cầu cứu cảnh sát. Cầu cứu cảnh sát. 110, tôi là công taxi, tôi báo cảnh sát. Anh Lã, Dương Hồng Lượng đi đâu chứ? Chúng ta đi tìm thêm một số nhà nghỉ nhỏ đi. Đi xem đi, Dương. Từ đội, Trung Nghị, Dương Hồng Lượng đang ép một tài xế taxi tới trạm Tà Quả rồi. Các anh mau tới đó ngay đi, hiểu, quay đầu về trạm Tà Quả. Được, Dương Hồng Lượng tới trạm Tà Quả rồi. Ngày 30 tháng 6, 11 giờ, cách thời gian phá án 15 ngày. Xuống xe. Ông bất giỡn với tôi đi. Dương Hồng Lượng, cậu chạy không thoát đâu. Tránh ra. Đứng im, mau. Tránh ra. Tôi có đạn. Dương Hồng Lượng, phản kháng cũng không có kết quả tốt đâu. Cậu mau thả ông ta ra đi. Tránh ra. Lã Trung Nghị, ở phòng mộ tôi không giết chết được mày. Hôm nay coi như mày mạng lớn. Tao để mày và Trạch Quân cùng chết. Dương Hồng Lượng, tiếp tục phản kháng. Chỉ có con đường chết mà thôi. Tự Mặt Hương, tao bảo mày tránh ra. Nếu không tao sẽ làm nổ tung chỗ này. Dương Hồng Lượng, bây giờ cậu từ bỏ còn kịp. Cậu nghĩ cho kỹ, nếu cứ như thế, bố cậu có chết cũng không nhắm mắt. Anh ít lừa tôi đi. Mẹ tôi chết, bố tôi cũng rất nhanh sẽ chết thôi. Tôi sớm đã không muốn sống nữa rồi. Tránh ra hết cho tôi. Bỏ ra. Từ đội, mau kêu mọi người tản ra. Bơm khởi động rồi. Còn bao nhiêu thời gian? Còn không tới 3 phút. Mau tản đi, Hiểu Tiểu. Mau lấy áo chống đạn cho Trung Nghị. Dân. Sư phụ, đừng căng thẳng, đừng quá căng thẳng. Dao. Từ đội, được rồi. Vụ án súng liên hoàn 615 cuối cùng cũng được phá. Đồng chí Trạch Quân bị Dương Hồng Lượng bắt cóc. Sau khi cậu ấy
biết Lý Dũng bị giết hại để bắt tội phạm về quy án. Hy sinh dưới súng của Dương Hồng Lượng, trong cũng quyết định xin thành phố truy nhận đồng chí Trạch Quân là liệt sĩ. Kính lễ. Nghiêm, bắn súng. Bắt đầu bắn. Bắn kết thúc.